Biển Đông trong 24 giờ qua lại tiếp tục bị quấy rầy bởi ba ông lớn Mỹ-Trung-Úc sau khi Mỹ-Úc diễn tập bắn đạn thật. Trung Quốc mỉa mai cuộc tập trận này rõ ràng là khoe khoang, chả giúp ích được gì. Câu chuyện nguồn gốc của virus chết người vẫn chưa có hồi kết. Một chuyên gia Pháp bác bỏ giả thuyết COVID-19 lọt từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo phát hiện virus corona mới trên dơi. Trong một động thái thân thiện hiếm thấy, Trung Quốc mời người dân của đảo Đài Loan sang tiêm vaccine COVID-19. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang không thể căng thẳng hơn, mới đây khi được hỏi liệu Nga có xa rời Trung Quốc và tiếp cận Mỹ hay không, khi có phân tích cho rằng chính quyền ông Biden có thể áp dụng chiến lược làm dịu phần nào quan hệ với Nga để tập trung đối phó với Trung Quốc, đại sứ Nga thẳng thắn đáp lời, quá thiện cận, chúng tôi thông minh hơn người Mỹ nghĩ. Các thông tin về không gian, Trung Quốc lại tiếp tục phóng tên lửa vệ tinh. Bên cạnh đó, nước này cũng đồng thời công bố những hình ảnh từ tàu thám hiểm trên sao Hỏa. Tân binh gia nhập vào cuộc đua không gian mới nhất là Philippines. Mới đây, nước này thông báo đang lên kế hoạch phóng vệ tinh quan sát trái đất vào năm 2023. Hàn Quốc tới dự hội nghị G7 trong nỗi lo về Trung Quốc. G7 có thể phân bổ 100 tỷ đô la từ IMF cho các nước gặp khó do COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị có cầu treo dành cho người đi bộ cao nhất thế giới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Curtis Wilbur hội quân với tàu hộ vệ HMAS Ballarat của Úc để thực hiện các hoạt động diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông. Lực lượng hai nước kết thúc đợt diễn tập hiệp đồng hôm 11 tháng 6. Hải quân Mỹ cho biết hoạt động này giúp củng cố khả năng hiệp đồng giữa hải quân hai nước đồng minh, cũng như thể hiện cam kết của Mỹ trong phối hợp với các đối tác khu vực nhằm duy trì trật tự quốc tế trên Biển Đông. Đợt diễn tập bắt đầu với nội dung phối hợp di chuyển và tiếp liệu trên biển với tàu hậu cần USNS Bighorn, USS Curtis Wilbur và HMAS Ballarat, sau đó trao đổi trực thăng, diễn tập bắn đạn thật và tiến hành những nội dung huấn luyện hàng hải khác. Hải quân Mỹ gần đây tăng cường hiện diện tại Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng sau loạt hoạt động của Trung Quốc, bao gồm việc triển khai hàng trăm tàu cá tại khu vực bãi Ba Đầu và vụ 16 máy bay quân sự áp sát không phận Malaysia. Trung tá Anthony Massey, hạm trưởng USS Curtis Wilbur cho biết, sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa Hải quân Mỹ và Australia thể hiện quyết tâm và cam kết của chúng tôi trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng khu vực. Tàu USS Curtis Wilbur thuộc biên chế hạm đội 7, hạm đội lớn nhất Hải quân Mỹ. Hạm đội này đang tương tác với 35 quốc gia để xây dựng quan hệ đối tác nhằm củng cố an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định và ngăn ngừa xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Úc ở Biển Đông kết thúc vào thứ Sáu 11 tháng 6 vừa qua, cho rằng đây rõ ràng là một màn khoe mẽ, phô trương sức mạnh quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh rằng phía Trung Quốc hy vọng các nước liên quan sẽ làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực, thay vì chỉ biết phô trương như vậy. Tiếp nối câu chuyện về nguồn gốc đại dịch COVID-19, thưa quý vị, theo South China Morning Post, mới đây ông Fabrion Gras, nhà virus học và chuyên gia an ninh sinh học, từng làm việc ở Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc, đã lên tiếng khẳng định COVID-19 không bắt nguồn hoặc lọt ra từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, WIV, thêm rằng phòng thí nghiệm này đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn. Ông Gras là một trong những người giám sát quá trình xây dựng và chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật sinh học BSL-4 của phòng thí nghiệm WIV, cơ sở đầu tiên đạt chuẩn tại Trung Quốc. Ông khẳng định không có nghi ngờ gì về mức độ an toàn của phòng thí nghiệm WIV. Một nhà nghiên cứu hàng đầu của WIV cho biết, nghiên cứu virus corona trên dơi không diễn ra tại cơ sở này. Tuy nhiên, nó đã trở thành tâm điểm của giả thuyết COVID-19 lọt ra từ phòng thí nghiệm sau khi truyền thông Mỹ công bố bản ghi nhớ hồi năm 2018, cho thấy giới chức Mỹ đặt dấu hỏi về hoạt động tại đây với lý do thiếu nhân lực được đào tạo đầy đủ. Ông Gras từng làm việc tại WIV trong giai đoạn 2012-2017 và am hiểu hoạt động tại đây, cho rằng khó có thể khả năng các nhà khoa học Trung Quốc dùng cơ sở BSL-4 để nghiên cứu virus corona vì tốn quá nhiều thời gian và chi phí. Ông cũng bày tỏ ủng hộ tiêu chuẩn an toàn và sự chuyên nghiệp của các nhà nghiên cứu tại WIV.
Ông khẳng định, tôi không gặp trở ngại nào khi làm việc tại cơ sở BSL-4. Tôi không cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn rất cao. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là xác nhận điều đó. Tôi có chuyên môn về tư vấn an toàn, thiết kế phòng thí nghiệm và virus học. Tôi tham gia 100% hoạt động tại đó. Khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp BSL-4 là 0%. Theo CNN, vừa qua, nhóm nghiên cứu của Wei Fangxi thuộc Đại học Sơn Đông cho biết họ đã phát hiện nhiều loại virus corona mới ở loài dơi, trong đó một loại rất gần với COVID-19 về mặt di truyền. Những loại virus corona này được phát hiện trên những con dơi được thu thập tại một khu vực hẻo lánh ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, họ xét nghiệm nước tiểu, phân và mẫu dịch lấy từ miệng dơi. Việc tìm thấy nhiều loại virus corona chỉ ở một khu vực nhỏ tại Vân Nam cho thấy có nhiều chủng virus này như thế ở loài dơi và nguy cơ chúng lây truyền sang người cao đến mức nào. Nhóm nghiên cứu của Wei Fangxi thuộc Đại học Sơn Đông cho biết một mẫu virus có tên RBIN06 được lấy từ loài dơi móng ngựa Rhinolophus laxillus có bộ gen rất giống với virus SARS-CoV-2 đang gây ra đại dịch COVID-19 hiện nay. Đây là chủng gần gũi nhất với SARS-CoV-2, chỉ có một số khác biệt về gen trên protein gai, cấu trúc mà virus sử dụng để bám vào tế bào. Trong một đoạn trích của báo cáo khoa học cho biết, cùng với mẫu virus liên quan tới SARS-CoV-2 thu thập ở Thái Lan vào tháng 6 năm 2020. Những kết quả này chứng minh rõ ràng rằng các loại virus gần gũi với SARS-CoV-2 tiếp tục lưu hành trong tuần thể dơi và ở một số vùng có thể xảy ra với tần suất tương đối cao. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Dơi có thể là một nguồn, nhưng cũng có thể virus đã lây nhiễm sang động vật trung gian. Virus gây đại dịch SARS trong năm 2002-2004 có liên quan tới cầy hương. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng dơi là vật chủ yếu chứa nhiều loại virus gây bệnh cho người và liên quan đến sự lây lan của virus Hendra, virus Marburg, virus Ebola, đáng chú ý nhất là virus Corona. Ngoài dơi và người, virus corona có thể lây nhiễm cho nhiều loài động vật hoang dã và vật nuôi, bao gồm lợn, gia súc, chuột, mèo, chó, gà, nai và nhím. Đa số các mẫu thu thập được đều từ loài dơi móng ngựa. Năm 2017, các nhà nghiên cứu lấy mẫu tại một hang động ở Vân Nam, tìm thấy những virus rất gần về mặt di truyền với virus SARS ở dơi móng ngựa. 3 trong số các mẫu được mô tả trong báo cáo ngày 3 tháng 6 cũng gần với virus SARS về mặt di truyền. Mới đây, chính phủ Trung Quốc cho biết họ hoan nghênh người dân từ đảo Đài Loan sang Đại Lục tiêm vaccine COVID-19, đồng thời kêu gọi Đài Bắc loại bỏ những trở ngại để người dân có thể tiêm những mũi tiêm hiệu quả cao của Trung Quốc. Trung Quốc Đại Lục nhiều lần đề nghị đưa vaccine sang đảo Đài Loan, nơi đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đài Bắc bày tỏ quan ngại về tính an toàn của các loại vaccine Trung Quốc và vẫn chưa cấp phép cho sử dụng. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Đại Lục nói trong một thông cáo đưa ra hôm nay rằng hai loại vaccine do Trung Quốc sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép cho sử dụng khẩn cấp. Và các loại vaccine này đã được sử dụng hoặc cấp phép ở hơn 90 quốc gia, thể hiện hiệu quả và tính an toàn của chúng. Thông cáo cũng cho biết thêm rằng người dân Đài Loan có thể đến Đại Lục để tiêm vaccine COVID-19 nếu họ tuân thủ chặt chẽ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Thông cáo cũng thúc giục chính quyền Đài Loan nhanh chóng dỡ bỏ những trở ngại đối với các loại vaccine của Đại Lục và cho phép nhiều người Đài Loan yêu nước tiêm các loại vaccine an toàn và hiệu quả cao của Đài Lục. Hiện nay, chỉ có khoảng 3% trong số 23,4 triệu dân của Đài Loan được tiêm ít nhất một mũi. Dù chính quyền đảo này đã đặt hàng nhiều triệu liều, tuần trước, Nhật Bản viện trợ 1,24 triệu liều vaccine AstraZeneca và Mỹ cam kết cung cấp cho Đài Loan 75.000 liều nhưng chưa được chuyển đến. Thưa quý vị, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva ngày 16 tháng 6 tới, Đại sứ Nga tại Trung Quốc ông Andrei Denisov cho biết Nga rất hoan nghênh bất kỳ biện pháp nào nhằm làm giảm căng thẳng và cạnh tranh, nhưng cũng rất thận trọng về kỳ vọng đối với quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng. Trả lời phỏng vấn tờ Global Times, ông Denisov cho rằng ít có khả năng hội nghị thượng đỉnh này sẽ giúp giải quyết các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Khi được hỏi liệu Nga có xa rời Trung Quốc và tiếp cận Mỹ hay không, khi có phân tích cho rằng chính quyền ông Biden có thể áp dụng chiến lược làm dịu phần nào quan hệ với Nga để tập trung đối phó với Trung Quốc. Đại sứ Nga cho rằng cách nhìn này quá thiển cận, điều đó không thể xảy ra. Đại sứ Nga tại Trung Quốc khẳng định, chúng tôi thông minh hơn người Mỹ nghĩ.
Tiếp tục là một thông tin liên quan đến Hàn Quốc khi mà vào thứ tư tuần qua, người dân nước này đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để biểu tình phản đối việc Nhật Bản đổ 1,25 triệu tấn nước thải phóng xạ có chứa tritium từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra khu vực Thái Bình Dương trong vòng 2 năm. Cùng ngày, Nhà Xanh cho biết Hàn Quốc đang xem xét việc đưa Nhật Bản ra tòa án quốc tế về quyết định này. Quý vị thân mến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường tới Anh dự hội nghị G7 trong bối cảnh các cuộc thảo luận tại đó đều nhắm tới chỉ trích Trung Quốc. Đây là điều Seoul không muốn tham gia sâu vì tránh làm căng thẳng với Bắc Kinh. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, cũng là bên có ảnh hưởng lớn lên chính quyền Triều Tiên ở miền Bắc. Hàn Quốc là một trong những khách mời tại hội nghị G7 năm nay cùng với Úc. Một trong những thành quả lớn nhất của hội nghị đến thời điểm này là các quốc gia giàu có đã có cam kết ủng hộ lên đến 1 tỷ liều vaccine cho các quốc gia khó khăn. Bên cạnh đó, các chủ đề như chống biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu cũng được ưu tiên. Trước khi tới Anh, Tổng thống Joe Biden trong một bài viết trên tờ Washington Post cũng cho biết, tại hội nghị này, ông sẽ kêu gọi các nước G7 đoàn kết mạnh mẽ hơn chống lại các hành vi hung hăng của Trung Quốc. Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng cho biết, ông sẽ mang vấn đề Bắc Kinh đàn áp kinh tế và thương mại ra bàn thảo. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng nói sẽ sát cánh cùng Mỹ để truy tìm nguồn gốc sự thật của COVID-19. Châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh các động thái của Mỹ và Anh. Có thể nói, rất nhiều mũi tên chỉ trích và đối đầu đang nhắm vào Trung Quốc. Bắc Kinh trở thành chủ đề chính của hội nghị G7 lần này. Đây là một tình huống khó xử cho Hàn Quốc. Một mặt nước này cũng muốn khẳng định vai trò là một cường quốc có ảnh hưởng trong khu vực. Một mặt họ cũng không muốn làm mất lòng Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất lên chính quyền Bình Nhưỡng ở miền Bắc. Hàn Quốc đang nỗ lực theo đuổi đàm phán để tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và rất cần sự trợ giúp của Trung Quốc. Quý vị thân mến, sau nhiều thất bại cay đắng trước đảng của Tổng thống Moon Jae-in, phe bảo thủ của Hàn Quốc đã bắt đầu một nước đi mới nhằm khôi phục niềm tin của các cử tri trước tình hình chính trị vốn đầy thách thức và xáo trộn. Đó là bầu Lee Jun-suk, founder của một công ty khởi nghiệp làm lãnh đạo của đảng bảo thủ. Với việc chỉ mới 36 tuổi, ông Lee đã trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất của bất kỳ đảng chính trị lớn nào trong lịch sử nền dân chủ của Hàn Quốc. Trong bài phát biểu nhậm chức, lãnh đạo mới của đảng bảo thủ Hàn Quốc cho biết, nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Lee cũng cam kết sẽ chấm dứt nền chính trị gây chia rẽ, gay gắt mà người Hàn Quốc đã chứng kiến trong nhiều thập kỷ. Chiến thắng bất ngờ của ông Lee cho thấy sự nổi lên của các cử tri trẻ có xu hướng trung dung như là một khối quan trọng trong cuộc bầu cử, khi mà người dân nước này ngày càng mất niềm tin vào những gì mà nhiều người Hàn Quốc coi là các nhà lãnh đạo đạo đức giả, kém cỏi. Tổng thống Moon đã gửi tới lời chúc mừng đến ông Lee và cho biết chiến thắng của ông là dấu hiệu của sự thay đổi. Ông cũng hy vọng sẽ có hợp tác với ông Lee dù những cuộc đối đầu chính trị trước thềm bầu cử sẽ là điều không thể tránh được. Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân vẫn chưa chọn ứng cử viên tổng thống của mình. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab mới đây cho biết họ đã đề xuất về thỏa thuận thương mại để giải quyết vấn đề quy chế khu vực Bắc Ireland. Bây giờ, quả bóng trách nhiệm nằm bên phần sân của Tòa án châu Âu. Ngoại trưởng Dominic Raab nói trên Sky News rằng quả bóng bây giờ nằm trên phần trách nhiệm của Tòa án EU. Chúng tôi đã thúc đẩy một thỏa thuận hướng tới một giải pháp mà các bên đều có thể hài lòng hơn là một hướng tiếp cận gây chia rẽ mà chúng ta thấy trong thời gian gần đây. Đề cập đến cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Boris Johnson mới đây, Ngoại trưởng Raab cho biết nó diễn ra rất nồng ấm. Tuy nhiên, bộ đôi lãnh đạo đã không thảo luận về vấn đề liên quan tới Bắc Ireland. Bắc Ireland là phần đất nằm trên đảo Ireland, có biên giới với Cộng hòa Ireland, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU. Sau khi Anh ra khỏi EU năm 2021, khu vực này trở nên phức tạp về hàng hóa và thuế quan đối với EU. Nhiều tiếng nói yêu cầu khu vực này, mặc dù vẫn thuộc Vương quốc Anh, nhưng vẫn phải có một quy chế đặc biệt trong thương mại và buôn bán với Cộng hòa Ireland, giống như hồi trước khi Anh ra khỏi EU. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng là một người gốc Ireland. Ông từng lên tiếng cảnh báo chính phủ Anh phải giải quyết thỏa đáng vấn đề quy chế Bắc Ireland. Chuyển sang một số thông tin về không gian. Thưa quý vị, vào hôm qua lúc 11:03 theo giờ Bắc Kinh, từ trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã phóng tên lửa Long March 2D với 4 vệ tinh vào quỹ đạo. Cụ thể, vệ tinh Bắc Kinh 3 nằm trong một dự án về vệ tinh viễn thám thương mại, được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu về dữ liệu vệ tinh trong các lĩnh vực điều tra tài nguyên, giám sát môi trường sinh thái, quản lý đô thị và ứng phó thiên tai. 3 vệ tinh còn lại bao gồm 2C2 và YW1. Chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu môi trường sinh thái ở khu vực ven bờ biển, nghiên cứu thăm dò tài nguyên tiểu hành tinh và đào tạo liên quan đến hàng không vũ trụ trong các trường đại học. Trung tâm phóng cho biết đây là nhiệm vụ bay thứ 373 của loạt tên lửa Long March.
Vừa qua, trong một buổi lễ được tổ chức ở Bắc Kinh để đánh dấu sự thành công của sứ mệnh thám hiểm sao hỏa đầu tiên của Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA đã công bố loạt hình ảnh đầu tiên được chụp bởi tàu thám hiểm sao hỏa Zhurong của nước này, trong đó có hình ảnh quốc kỳ Trung Quốc trên hành tinh đó. Theo đó, các hình ảnh được công bố bao gồm toàn cảnh bãi đáp, cảnh quan sao hỏa và bệ hạ cánh với quốc kỳ Trung Quốc trên đó, cũng như các tấm ảnh selfie của người điều khiển trên bệ hạ cánh. Trước đó, tàu thám hiểm Hurong đã hạ cánh từ bệ hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa vào ngày 22 tháng 5, bắt đầu chuyến khám phá hành tinh đỏ và đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ hạ cánh và vận hành tàu thám hiểm trên hành tinh này. Tính đến ngày 11 tháng 6, tàu thám hiểm đã thực hiện nhiệm vụ trên bề mặt sao hỏa trong 28 ngày để quan trắc môi trường, di chuyển xung quanh bề mặt và thực hiện khám phá khoa học mỗi ngày trên sao hỏa dài hơn một ngày trên trái đất khoảng 40 phút. Thưa quý vị, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của thế giới mới đây đã cho thấy sức hút của mình khi mà Philippines là cái tên tiếp theo chính thức gia nhập cuộc đua. Theo đó, cơ quan hàng không vũ trụ nước này tiết lộ đang phát triển một vệ tinh có tính năng giúp quan sát các hệ sinh thái trên cạn và đánh giá các điều kiện môi trường để chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai. Đây là dự án lớn nhất từ trước tới giờ của Philippines và dự kiến sẽ được phóng vào vũ trụ trong năm 2023. Trên trang web chính thức, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Philippines cho biết vệ tinh này có tên là Mula đang được phát triển để có thể chụp được những bức ảnh sắc nét về các hoạt động trên đất liền với quy mô 100.000 km2 mỗi ngày. Các hình ảnh này sau đó có thể được sử dụng làm dữ liệu cho việc ứng phó thiên tai, quản lý sử dụng đất, giám sát cây trồng và quản lý lâm nghiệp. Ngoài ra, vệ tinh mới cũng sẽ được trang bị hệ thống nhận dạng, phát sóng và giám sát tự động, có thể được sử dụng để phát hiện và theo dõi tàu và máy bay. Giám đốc dự án John Lior Labrador cho biết Mula đang được tạo ra nhằm mục đích tăng cường công nghệ vũ trụ của đất nước. Rõ ràng là chúng tôi không chỉ muốn bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới, mà còn muốn giảm sự lệ thuộc vào các công nghệ nước ngoài. Như vậy, chúng tôi sẽ có các nhà khoa học và kỹ sư có chuyên môn được thiết kế đặc biệt theo nhu cầu và đặc điểm của đất nước mình. Hiện vệ tinh Mula đang được thiết kế và sản xuất bởi công ty Surrey Space Technology của Anh. Ngoài ra, dự án cũng nhận được sự trợ giúp của Đại học Philippines và DOST, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến. Dù đã được áp dụng từ cách đây gần một năm trước, song luật an ninh quốc gia Hồng Kông vẫn chưa thể thoát khỏi tai tiếng, là bộ luật gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử của mình. Điển hình là mới đây, trong một báo cáo vừa được công bố, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh vì làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Ông Raab nhấn mạnh đạo luật đã cắt giảm mạnh mẽ các quyền tự do và kiềm hãm các lực lượng bất đồng chính trị. Ngoại trưởng Anh viện dẫn tuyên bố chung năm 1984 được ký bởi cả Trung Quốc và Anh nhằm đảm bảo các quyền tự do trên diện rộng cho Hồng Kông và cho biết Trung Quốc đã có những vi phạm rõ ràng, đặc biệt là với việc đại tu hệ thống bầu cử của thành phố và các quyết định truy tố do Bộ Tư pháp của chính quyền sở tại đưa ra. Chính quyền của bà Carrie Lam ngay sau đó đã lên tiếng đáp trả, cho biết những cáo buộc của Ngoại trưởng Anh là những nhận xét không chính xác, phiến diện và cho thấy tiêu chuẩn kép. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Ba Lan ông Bigniew Rau mới đây lên tiếng bày tỏ tiếc nuối khi Tổng thống Joe Biden đã không gặp lãnh đạo Đông Âu nào trong chuyến thăm tới lục địa già đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với một tờ báo của Ba Lan mới đây, Ngoại trưởng Rau bày tỏ tiếc nuối khi Mỹ bỏ các lệnh trừng phạt những công ty trong dự án Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Ngoài ra, ông cũng cảm thấy không hài lòng khi nhà lãnh đạo Mỹ đã không gặp lãnh đạo nào ở Đông Âu. Ông nói, thật buồn. Phái đoàn Mỹ tới châu Âu, dẫn đầu bởi Tổng thống Joe Biden đã quá bận rộn để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi lại không có thời gian để gặp các lãnh đạo các nước đồng minh tại Đông Âu. Được biết, chính phủ dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan hiện nay có mối quan hệ đặc biệt nồng ấm với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, thậm chí đã mời Mỹ tới đóng quân tại đây mà không cần trả bất kỳ chi phí nào. Ba Lan được xem là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ tại EU khi đó. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái, ông Biden từng tố cáo ông Trump là hỗ trợ cho nhiều chính quyền độc tài trên thế giới, bao gồm cả các lãnh đạo ở Ba Lan. Phát ngôn viên Nhà Trắng mới đây cho biết Mỹ và các quốc gia G7 đang cân nhắc phân bổ 100 tỷ đô la từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để giúp đỡ các quốc gia nghèo khó bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Vấn đề trợ giúp các nước nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19 được biết sẽ được đưa lên thảo luận của các lãnh đạo G7 trong cuộc họp đang diễn ra ở Cornwall, miền Tây Nam nước Anh. Trong một thông báo của Nhà Trắng về vấn đề trên có đoạn, Mỹ và G7 đang cân nhắc một cách tích cực các nỗ lực mang tính toàn cầu để trợ giúp những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thông qua quỹ SDR của IMF, một khoản ngân sách trị giá 100 tỷ đô la
có thể bao gồm cả vaccine, nhằm giúp các quốc gia chuyển sang kinh tế xanh, phục hồi kinh tế sau đại dịch và vượt qua những tổn thương, cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cũng kêu gọi G7 tái phân bổ 100 tỷ đô la trong quỹ SDR của IMF một cách khoa học, có thể là trợ giúp các quốc gia châu Phi. Quý vị thân mến, Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho thế giới thấy mình là một cái tên không ngừng nghỉ trong việc hiện đại hóa đất nước. Chưa đầy một tháng sau khi khai trương tòa tháp truyền hình siêu hiện đại, nước này đã lên kế hoạch xây dựng cây cầu treo dành cho người đi bộ cao nhất thế giới ở tỉnh Erzincan, phía đông đất nước. Cây cầu này dự kiến có chiều dài 750m và cao 560m. Theo thông tin được đưa ra, cây cầu này sẽ bắc qua hẻm núi tối ở quận Kemalaya. Thị trấn này vốn nằm trên các tuyến đường của con đường tơ lụa, nên đã trở thành một trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực. Ngoài ra, thị trấn này cũng được thiên nhiên ưu đãi với những hiện tượng tự nhiên độc đáo. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng cây cầu sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch, các vận động viên trong các môn thể thao nhảy dù và bay trên cánh đồng. Sau khi cây cầu được hoàn tất, du khách sẽ có thể đi bộ hoặc off-road trên con đường đá, một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Với những mỏm đá sắc nhọn và khúc cua hiểm hóc trong hẻm núi tối nằm giữa Kemalaya và Dirigi, ông Ferudin Silitman, người đứng đầu Quỹ Văn hóa và Phát triển Kemalaya, hy vọng cây cầu có thể đón 1 triệu du khách mỗi năm sau khi được hoàn thành. Tôi hy vọng cây cầu này và những dự án tương tự có thể kích thích niềm đam mê của con người với thiên nhiên và mong muốn trở về với tự nhiên. Ông cũng mong muốn cây cầu sẽ khiến những người có mong muốn di cư đến các thành phố lớn phải suy nghĩ lại về việc tiếp tục cuộc sống lành mạnh và thoải mái ở nơi quê cha đất tổ của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Mến chúc quý khán giả sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.